Chào mừng các bạn đã trở lại với Đánh Răng Mỗi Tuần. Và hôm nay thì vẫn sẽ là team hệ siêu linh, nhưng tôi sẽ sử dụng chủ lực là Calyrex hệ băng và thay đổi đội hình hệ siêu linh một chút để phù hợp với lại team Trick Room của tôi. Ở trong đây thì phần lớn con Pokemon tôi dùng đều có xài Trick Room hết. Đối thủ thì đang có Corredon làm chủ lực, cho nên là tôi nghĩ tôi sẽ mang theo Cresselia có chiêu hệ tiên để hồi máu. Còn Calyrex thì chắc đang không biết là nên cho Cresselia hay là Hatterene. Hatterene thì cũng hệ tiên, cũng tận dụng được Trick Room nhưng mà máu nó hơi yếu, tôi không biết là nó có sống nổi hay không, nên là tôi nghĩ tôi sẽ cho Cresselia ra. Nhưng mà bên kia xài trời nắng. Ok, không nghĩ nữa. Vậy đó, tôi sẽ cho Amarus. Suy nghĩ một hồi thì tôi sẽ cho Amarus ra để tận dụng trời nắng của bên kia, nếu mà có gì đó trục trặc. Wow, bên kia tận dụng. Tôi đem theo Slowking vùng Gala bởi vì nó có thể có khả năng gọi ra trời tuyết bằng một chiêu hết sức là kỳ cục. Chúng ta sẽ nói về chiêu đó sau. Nhưng mà ít ra nó sẽ hỗ trợ được trời tuyết để tăng thêm khả năng phòng thủ cho Calyrex và xóa bỏ thời tiết trời nắng của Corredon. Tôi nghĩ cỡ nào thì cỡ mình cũng phải bằng cách nào đó dựng được Trick Room. Nhưng mà tôi sẽ hút chiêu của hai đứa kia về bên Indeedee. Hy vọng là con Indeedee nó sẽ không chết trong lượt này. Còn Slowking thì tôi sẽ dựng Trick Room. Dựng được Trick Room là khỏe rồi. Mình đang có môi trường tâm linh, mình lại có Trick Room nữa. Tất cả đau đớn để chị chịu cho. Ủa nó U-turn á. Vậy team này team trời nắng. Thì con tiếp theo là sẽ là con gì đây? Nhưng mà với tình hình này là mình set up được Trick Room rồi đó, chắc cũng không sợ. Flutterman. Team trời nắng đúng nghĩa rồi. Tăng tốc độ của Flutterman. Ok, không sao, hy sinh Indeedee chúng ta đổi lại được một màn Trick Room. Đấy, Galarian, Slowking. Có nên cho Calyrex ra giờ này không ta? Hay là Amarus? Tại vì lượt sau tôi sẽ cho Slowking gọi trời tuyết để hỗ trợ khả năng phòng thủ cho Calyrex, nên là thôi kệ, giờ cho Calyrex ra. Chắc Calyrex xử được con Flutterman nhỉ? Trick Room đã lên rồi mà, Flutterman thì chắc cũng không có chiêu Protect đâu. Bây giờ thì mình sẽ ra hình hệ băng và nã chế độc quyền vô hai đứa này. Còn Slowking thì tôi đang không biết là nên gọi tuyết bây giờ hay là giảm một bậc tấn công đặc biệt cho của Flutterman đi nhỉ. Nhưng mà nếu bây giờ mình gọi tuyết ra đi, mình sẽ đổi chỗ với Amarus, sẽ tận dụng được trời nắng để xài chiêu hệ lửa. Rồi tôi nghĩ bên kia nó sẽ đổi con Corredon ra để mà gọi trời nắng lại. Nên gọi tuyết đi, ok. Suy nghĩ nhiều quá. Hãy xem đây, Terra hình hệ băng. Ủa bên kia cũng Terra luôn á. Tôi đoán nó Terra con Incineroar. Ồ đúng rồi. Ồ Terra hình hệ nước á. Rồi bây giờ khả năng gọi tuyết của Slowking đó chính là nó sẽ kể một câu chuyện cười. Rất lạnh, lạnh tới mức tạo ra bão tuyết. Xong, vì không ai cười, quê quá nó sẽ rút về bóng. Đó. Không hiểu tại sao có thể tạo ra được chiêu này. Xong, ta sẽ đảo một đồng đội ra. Và đó chính là Amarus. Bây giờ nếu tôi đảo con Amarus ra, bên kia mà rút một con nào đó trong hai con kia về để đảo con Corredon ra thì mình cũng sẽ được hưởng lợi từ trời nắng. Cỡ này là xử được con Flutterman không ta? Yeah. Ok, đi con Flutterman rồi. Được. Backflip. Oh.
mình được tăng thêm 50% bảo vệ từ trời tuyết nữa, cho nên không sao. Bien số, bên kia nhất quyết không tạo trời nắng à? Vẫn Crystal Clan thôi. Môi trường đang lên đang được dựng thì mình sử dụng Expanding Force. Rồi, bên kia bỏ cuộc rồi. Ủa sao bỏ cuộc sớm ta, vẫn chưa ngã ngủ mà, mới chết có một con mà. Bên mình cũng chết một con mà. Ôi, trận tiếp theo. Trận tiếp theo có Terabagos. Terabagos chắc chắn là phải mang theo Amarush. Bởi vì Amarush có Wygar. Xong thì đồng đội đi chung với Amarush lượt đầu sẽ là ai nhỉ? Tôi nghĩ đồng đội không đồng đội nào phù hợp với Amarush hơn là Indeedee. Ok, Calyrex để sau. Giờ còn một con nữa. Tôi không biết là trong đội hình này không thấy gọi trời nắng. Nhiều khi con Whimsicott sẽ là người đứa gọi trời nắng. Ok, hay là tôi muốn thử Cresselia. Cresselia cũng được. Nào, quyết định đi. Quyết định vậy đi khi tình ta không còn chi. Ok, nghĩ nhiều bạc đầu. Vô thôi nhỉ. Ok, con Terabagos trâu bò lắm cho nên là chúng ta cũng phải cẩn thận với nó mới được. Sao nào, sao nào. Ok. Flutterman và Whimsicott. Ok, classic. Một chiến thuật classic. Thì mục tiêu của chúng ta là phải dựng được Trickroom trong trận này. Cỡ nào cũng phải dựng được Trickroom. Tôi nghĩ là lượt đầu tôi sẽ không biết là họ sẽ nhắm vô ai. Tôi nghĩ là họ sẽ nhắm vô Amarush nên tôi sẽ bảo vệ Amarush và cố gắng dựng Trickroom trong lượt này. Dù sao thì cũng không có Incineroar nên tôi nghĩ nó không quá đáng sợ với lại Indeedee. Hoặc là tôi nghĩ sai. Nếu mà Indeedee chết trong lượt đầu tiên thì mình đi luôn. Ok, ok luôn. Ồ, mà nó Terra. Chắc Terra Flutterman. Rồi, bên bển xuống sát với mình rồi nha. Bây giờ là cầu trời khẩn Phật là Indeedee không chết, hoặc là Amarush không chết. Không, Amarush bảo vệ rồi, tôi hy vọng là bên bển nhắm vô ai vậy? Ồ, bển nhắm vô Indeedee á, đừng chết nha, đừng chết. Một lần tôi cưng sống đi cưng Namo. Chí mày còn sống. Ha ha. Được, vừa phải vừa đủ. Giờ Indeedee có thể lên thiên đàng được rồi đó. Bây giờ tụi mình sẽ Expanding Force. Đúng rồi. Còn để chị mày chỉ tụi mày cách xài Helping Hand. Xem đây. Ồ, Anchor. Đúng rồi, chúng ta được bảo vệ bởi môi trường tâm linh mà. Tiễn hai đứa về dinh nè. Wow, một phát đi luôn Flutterman, đỉnh vậy ta. Ồ, không ngờ luôn á. Tôi tưởng nó còn phải một miếng máu chứ. Nhưng mà nếu không, nếu nó không đi thì có Amarush đi. Không, Amarush mình có Focus Sash. Chưa đến nổi. Rồi, bên Whimsicott, mình còn một mình con Whimsicott. Rồi bên kia cho con gì đây? Tiếng Nhật không biết. Wow, Arcanine. Không sao, Intimidate chúng ta không sợ. Bây giờ Arcanine nó cũng sẽ không xài được Extreme Speed. Bởi vì đang có môi trường tâm linh. Tôi nghĩ là tôi sẽ bảo vệ Amarush lượt này. Bên họ sẽ xem Amarush là một mối họa và sẽ cố gắng hủy diệt Amarush. Còn tôi sẽ xử con Whimsicott. Còn có một máu à, xử được mà. Ồ,
Helping hand. Ok. Không lâu nữa đâu cưng à. Hãy xem chị mày nè. Cho mày chết. Bên bển giờ chúng ta sẽ còn chúng ta còn Amarush đầy máu và bên bển đang còn hai con. Mất Indy rồi cũng không sao hết. Bên bển chắc sẽ cho ra Terrabagos đợt này. Tôi nghĩ tôi cũng đã đến lúc cho Calyrex rồi. Nỗi sợ của chúng ta. Tôi quá sợ con Terrabagos luôn á. Nào, tới đi. Ủa? Ủa là sao? Ủa, đang trận đánh của những huyền thoại mà tại sao không đem theo Terrabagos ba? Ủa? Làm sao vậy? Là nghĩ bốn con này có thể đánh bại được mình rồi à? Hay sao? Làm sao nữa vậy? Đang có chiến thuật để... Đang thử chiến thuật để coi có đánh bại được Terrabagos không à? Ok. Rồi, chiếc room được dựng thì không ai sống nổi. Và Expanding Force. Ok, tiễn luôn Basket Legion luôn. Ủa, sao bên đó không cho Terrabagos ra ta? Hay là bên mới bấm lộn nhưng không thể nào bấm lộn nhưng mà vẫn kiên trì đánh tới giờ được. Ngộ ha. Qua trận thứ 3 đi. Rồi, bên bển. Ok, chủ lực của họ là Zamazenta, hệ thép và giác đấu. Ok, cũng khá là đáng sợ với lại Calyrex đó. Cho nên là tôi sẽ mang theo Amarush để dọn đường cái đã. Và Cresselia để hồi máu đi. Từ nãy tới giờ chưa có cơ hội xài Cresselia rồi. Ok, vô nè. Urshifu bên bển là Urshifu liên kích hay nhất kích vậy trời? Ông nội ơi, cái biểu tượng đó làm sao mà biết được. Vẫn như thường lệ nha, họ nên có một cái biểu tượng nào khác cho hai con chứ. Hai con giống bị chen nhau rồi sao người ta biết đối phó. Đây là trận cuối rồi. Là một trận coi nè. Clascore và Arcanine. Ok. Tôi vẫn chưa biết họ đang định xài chiến thuật gì nhưng mà Clascore và Arcanine á. Bây giờ thì chúng ta cỡ nào cũng phải dựng được chiếc room. Hai con của đối thủ chắc không hạ được NTD trong một đòn đâu. Nên tôi sẽ bảo vệ Amarush đợt này. Coi nào. Ok, bảo vệ, mấy bển sẽ đi. Mấy bển set up gai độc á. Mục tiêu, nếu mà set up gai độc thì mình không nên cho nó set up lực 2. Nếu mà lực 2 thì Pokemon giảm phải sẽ bị trúng kịch độc luôn. Ok, bên đó giảm sát thương chiêu đặc biệt của mình bằng Snow. Nhưng không sao, chúng ta đã dựng được trick room rồi. Không còn sợ gì nữa. Hoặc là có một biến số nào đó và chúng ta phải thua sắp mặt. Bây giờ tôi sẽ hết bên hand. Xong sử dụng Expanding Force. Cũng là một chiến thuật khá là cũ. Hãy xem sức mạnh bành trướng của anh em ta đây. Hi-ya. Rồi, bị giảm một bậc công đặc biệt rồi. Nhưng mà NDD không bị giảm nha. NDD có cầm Cover Clock. Tôi nghĩ là NDD sẽ... Tôi sẽ cho NDD xử con Arcanine còn một miếng máu đó. Trong môi trường tâm linh thì chắc NDD xử được. Bây giờ tôi sẽ cho NDD xử con Arcanine. Và chúng ta bảo vệ Amarush đợt này. Để coi bên bển sẽ làm gì nhá.
Terra cho ai vậy? Terra cho Zamazenta. Hệ tiên đỉnh á, phòng thủ đỉnh á. Rồi ok, hãy xem chị mày xử mày đây. No! Kể ra thì tôi đã xử rất là nhiều chiêu thức khác nhau cho Indiri và cảm thấy là Psychic là chiêu con co bộ là gây sát thương tốt nhất của Indiri trong môi trường tâm linh luôn á. Dazzling Gleam thì thời đại này dễ bị chặn bởi White Gore lắm. Ý là trong format này dễ bị chặn bởi White Gore lắm, cho nên là không nên xài. Shifu gì đây? Ok, liên kích, chúng ta có khả năng. Chứ mà nhất kích thì chiêu Psychic này cũng đi bán muối luôn chứ sao. Tôi nghĩ là tôi có nên hỗ trợ không, nhiều khi con Urshifu liên kích này nó có mang theo Focus Shot. Mình cứ sử dụng tập trung đánh vô con liên kích coi. Thiệt là không công bằng. Nó thì đánh mình không bảo vệ được, còn nó thì có thể tự bảo vệ được. Tức thiệt chứ, con quỷ. Trời ơi, có một miếng máu rồi, đỉnh thiệt. Zamazenta phòng thủ đỉnh thiệt. Rồi, đi luôn Indiri. Không sao. Chúng ta đang có Trick Room. Chúng ta đang có Trick Room, bạn của mọi nha. Bây giờ thì tôi cho Cresselia ra. Bây giờ không thể nào nguy hiểm mà cho Calyrex ra được. Con Zamazenta bên kia nó xài chiêu hệ thép một cái là đi luôn con Calyrex rồi. Bây giờ Trick Room còn có một lượt duy nhất, chúng ta nên... Ok, Cresselia thì tôi sẽ sử dụng chiêu Skill Warp để trao đổi đặc tính của Cresselia với lại Urshifu để nó không thể nào đánh xuyên Protect được nữa. Xem đây! No! God! Please! No! 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 Vậy thì Cresselia trao đổi đặc tính với lại Zamazenta. Vậy là mình được cộng một điểm phòng thủ, đúng không? Đúng không? Đúng rồi, mình được cộng một điểm phòng thủ. Đỉnh. Bất ngờ liền. Tôi tưởng cái đặc tính đó là phải mang theo vật phẩm cùng với lại Zamazenta mới được cộng một điểm chứ. Thế là chỉ cần có đặc tính đó là được cộng một điểm à. Đoán vậy mà cũng trúng rồi, thôi giờ Trick Room nè. Rồi bảo vệ Amarush nè. Chiến thắng gần kề. Hay rất, bây giờ mình Cresselia đã cứng sẵn rồi. Được cộng thêm một điểm thủ vật lý nữa là ngon lành. Mình có leftover nữa mà. Đỉnh. Cái này có... Tôi không muốn nói đâu, nhưng mà cái này giống chó ngáp phải ruồi vậy. Ý là tôi cũng đoán được sơ sơ, nhưng mà tôi không nghĩ... Mình bỏ cuộc rồi. Tôi không nghĩ là đặc tính của Zamazenta khi mà đổi qua Pokemon khác là được cộng một điểm nha. Ok, thế là trận đấu hôm nay đã xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến phút cuối cùng. Hẹn gặp lại các bạn trong đánh răng mỗi tuần số tiếp theo. Bye.